Nhận định bóng đá Bỉ với Belarus 1 giờ 45 ngày 31 tháng 3, vòng loại World Cup 2022, với phong độ ghi bàn khủng khiếp ở thời điểm này, để ngăn cản tiền đạo Romelu Lukaku gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với mọi hàng thủ, nhiều khả năng Belarus sẽ là nạn nhân kế tiếp của Lukaku trong trận đấu đêm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở lượt trận thứ hai tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bỉ thi đấu không tốt khi chỉ có được trận hòa nhọc nhằn 1-1 trên sân của CSK. Với 4 điểm có được, Bỉ tạm thời đứng ở vị trí thứ hai bảng E. Đêm nay, Lukaku cùng đồng đội trở về sân nhà để tiếp đón Belarus. Theo đánh giá, với đẳng cấp vượt trội và lợi thế sân nhà, Bỉ tự tin hoàn thành mục tiêu 3 điểm đề ra, nhưng khả năng đây là trận đấu có cách biệt tỷ số không quá lớn, bởi nên nhớ các cầu thủ Bỉ đang có dấu hiệu xuống sức sau trận làm khách trên sân của CSK. Ở một diễn biến khác, đội quân của huấn luyện viên Roberto Martinez từng thắng 5, hòa 2 và thua 1 ở 8 trận vừa rồi tại mọi đấu trường, trong đó, họ chưa từng đánh bại đối thủ với cách biệt quá 2 bàn ở chuỗi trận kể trên. Bên kia chiến tuyến, Belarus bước vào trận đấu đêm nay với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng trước Estonia ở trận mở màn vòng loại, nhìn rộng hơn. Đội khách bất bại tới 8 trong số 12 trận mới đây, ở 4 trận thua còn lại, Belarus cũng để thua với cách biệt không quá 2 bàn, trận dự đoán, Bỉ 2-0 Belarus.